nay Tini sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt son 3CE shop lip locker thật và giả. Thì như cái hình thì các bạn cũng thấy đây, đây là hàng giả ha, còn đây là hàng thật. Thì hàng thật này á, là cái cây này là Tini đã dùng rất là nhiều tháng rồi, còn đây là 7 cây mới nguyên 100% chưa khui luôn nha. Thì mình sẽ lấy ra một cây để mình cho các bạn xem thử ha. Đây mình sẽ lấy cái cây này trước đi. Đây là hàng mới nguyên nha, chưa khui luôn. Điểm đầu tiên dễ nhận biết nhất đó chính là khi mà bán hàng giả thì những cái shop bán hàng người ta nói là đây là son tách set, tức nghĩa là nó nằm trong nguyên một cái set mười mấy hai chục màu á các bạn, rồi người ta sẽ tách ra từng cây cho các bạn mua lẻ. Nhưng mà 3CE thật thì không có set son này nha các bạn. 3CE thật chỉ bán lẻ từng cây thôi, không hề có cái set son lip locker này. Cho nên là nếu như mà shop nào mà nói ở đây là son tách set thì chắc chắn là hàng giả rồi. Và thường những cái shop đó khi mà đăng hình để bán á, thì họ sẽ lấy hình thật của 3CE luôn. Hình thật đó là set son Velvet Lip Tint chứ không phải là set son của Lip Locker đâu nha mọi người. Phân biệt rõ hai cái tên này để tránh bị nhầm lẫn nha. Tiếp theo là một điểm nữa mà chúng ta chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi là thấy được rồi, đó chính là cái màu nắp son và cái màu thân son. Đây là hai cây son hàng giả thì các bạn thấy là cái màu nắp với cái màu thân son khác nhau hoàn toàn ha, có sự lệch màu rất là rõ rệt luôn. Đó, cái này là hồng chú lụi, còn đây là có hơi đỏ đỏ, còn đây là màu cam lè ha, còn đây thì màu hơi nhạt chút xíu đó. Nhưng mà đối với hàng thật á thì các bạn thấy là cái nắp son và cái màu của cái thân son nó tương đối giống nhau, giống đến 95% luôn, nó không có cái sự khác biệt rõ rệt giống như là hàng giả nha. Ngoài ra thì cái chất liệu nắp của hàng thật á nó cũng xịn hơn hàng giả nữa. Hàng giả thì mình cầm vào nó nhẹ tên và cảm giác như nó rất là rẻ tiền luôn á. Còn hàng thật á thì khi mà mình sờ vào á thì cảm giác rất là mướt tay. Tay của mình có cảm giác như là một cái lớp nhung ở phía trên cái nắp vậy á. Nói chung là cảm giác sờ vào nó sẽ thích hơn rất là nhiều. Tiếp tục quan sát bằng mắt đó, thì chúng ta sẽ thấy thêm một điểm khác biệt giữa hàng thật và hàng giả nữa. Đó chính là cái đích son này các bạn. Đây, khi mà cái đích son hàng thật á, thì nó không có bị lõm xuống nhiều nha. Đây, và cái son, cái tem son á, thì được dán rất là ngay ngắn, đẹp đẽ, sang trọng ha. Còn hàng giả thì đây, thì cái tem son nó thường nó sẽ rất là nằm lệch ra ngoài. Mình phải đè cái tay vô như thế này nè thì nó mới nằm xuống dưới được. Đây, bên đây cũng vậy. Đó, nhưng mà các bạn để ý là cái đích son của hàng giả á, nó bị lõm sâu hơn rất là nhiều. Nói về tem á, thì mình cũng nói thêm một chút xíu về cái tem ở trên nắp son. Thì lần này khi mà so sánh giữa hàng thật và hàng giả thì Tini có phát hiện đó chính là cái tem ở trên nắp son của hàng giả nó có một sự thay đổi nhẹ. Nó làm cho mình có cảm giác là y như hàng thật luôn các bạn. Nếu như mà các bạn phân biệt bằng cái việc là cái tem này á, nhìn vào cái tem này hoặc là sờ vào cái tem này á, thì các bạn sẽ không phân biệt được đâu. Bây giờ hàng giả khá là tinh vi nha. Lại là một điểm nữa mà chúng ta chỉ cần nhìn bằng mắt thường là phân biệt được thật giả, đó chính là hạn sử dụng. Thì đối với hàng thật á, thì các bạn chỉ cần nghiêng cái đích son qua ánh sáng, nghiêng tới nghiêng lui thì cái hạn sử dụng nó sẽ phản quang lên, thì bạn sẽ thấy được cái hạn sử dụng ở trên đích son của hàng thật ha. Còn với hàng giả thì không có hạn sử dụng, cái tem ở phía dưới hoàn toàn không có ghi hạn sử dụng. Đây, cả hai cây đều không có hết ha. Điểm khác biệt tiếp theo đó chính là phần đáy của son. Thì khi mà mình để gần lại thì các bạn thấy hàng thật ha, hàng giả nha. Thì đây, phần đáy của cái son hàng giả nó dày hơn so với hàng thật rất là nhiều. Hàng thật thì gần như là cái chất son chạm tới cái đáy ở dưới luôn. Còn hàng giả thì nó cao lên nè. Đây, cái khoảng cách này nó rất là cao. Và khi mà mình dùng thước để mình đo thì mình thấy là cái hàng giả là từ cái đáy đụng lên tới cái chất son là khoảng 5mm. Còn hàng thật thì tầm khoảng 2-3mm thôi. Đó là sự khác biệt ha. Chiều cao của hàng thật và hàng giả nó cũng khác nhau nha. Thì để gì các bạn nhìn thấy rồi ha. Và mình sẽ đo cho các bạn xem thử. Thì hàng giả là có chiều cao là 10cm ha. Đúng 10cm luôn nha. Còn hàng thật thì có chiều cao chỉ có 9.5 thôi, 9cm rưỡi thôi nha. Đó là sự khác nhau rõ rệt nhất. Các bạn chỉ cần dùng cái thước đo và các bạn biết được liền. Những điểm mà Tini thấy dễ nhận biết nhất giữa hàng thật và là hàng giả. Và các bạn ơi, lưu ý là không nên so sánh chất son và mùi son nha. Tại vì khi mà Tini so sánh thử thì Tini thấy chất son và mùi son nó tương đối giống nhau. Nếu mà các bạn so sánh thì khó mà phân biệt được thật hay giả đó. Vậy là video của mình kết thúc rồi. Và nếu như các bạn muốn Tini phân biệt thêm sản phẩm nào thật và giả nữa thì các bạn để lại bình luận bên dưới để góp ý với Tini nha.